gợi cắn. Có một câu chuyện về ngày ông trời tạo ra một cơn địa chấn. Cậu là điểm nhấn rơi vào đây thay đổi tới đa phương diện. Chạm đam mê phê sáng tạo tán đầu tớ bằng đa phương tiện. Trong giấc mơ bay bổng với họa hình do mình thiết kế. Tớ và cậu cùng minh họa vô vàn sắc màu đam mê. Một chút RGB thêm tí chuyển động là giao diện này đã khác. Như gương mặt cậu thêm chút mắt cười thành hiệu ứng thị giác. Thỏa sức sáng tác đi vì đã chọn đúng nghề. Cậu thích mỹ thuật nhỉ, vào đây học hết chê. Bao thế hệ từ 2004 đã đi cùng nơi bắt đầu. Tớ và cậu dấn thân trở thành người dẫn đầu. Các anh giáo chị giáo nhà mình toàn người cực chất. Cả cưng thích ngầu đi học như chảy hội đây là thực nhất. Để chạm vào chân ái, fan dạy tớ vẽ vector. Cậu cứ zoom thoải mái, tim tớ vẫn cứ nét cờ. Có chắc yêu là đây, chắc chắn yêu là fan. FTT, Arena, Multimedia. Hai năm bốn kỳ bên cậu, tớ hứa sẽ cháy với ước mơ. Cùng các bạn quanh mình khẳng định cái tên designer. Chọn một lối đi riêng lắng nghe trái tim mình lên tiếng. Ý tưởng lớn gặp nhau hàng nghìn fan ở cùng cống hiến. Học đi đôi với hành từ phòng lab tới doanh nghiệp cực nhanh. Mình cùng nhau phi hành tới chạm để chạm chân trời cực xanh. Vẽ một bức tranh yêu thương ngập tràn chung một mái nhà. FPT, Arena, Multimedia. Yêu là đây, chắc chắn yêu là fan. FPT, Arena, Multimedia. Có chắc yêu là đây, chắc chắn yêu là fan. FPT, Arena, Multimedia.